Cụ thể, Hà Nội hiện tại có tổng số 153 tuyến buýt đang khai thác vận hành, trong đó 128 tuyến buýt trợ giá. Mạng lưới xe buýt hiện tại đã tiếp cận đến toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã, trong đó các tuyến xe đã đi qua gần 89% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 65 trên 75 bệnh viện có các tuyến xe buýt đi qua, đạt 87%. Bên cạnh đó, có khoảng 67% các cơ sở giáo dục từ đại học tới trung học phổ thông dễ dàng tiếp cận loại hình phương tiện này. Xe buýt thủ đô cũng đã tiếp cận toàn bộ 27 khu công nghiệp lớn, trên dưới 90% các khu đô thị, làng nghề và khu di tích lịch sử văn hóa, khu du lịch. Đồng thời, mạng lưới vận tải hành khách công cộng này cũng kết nối Hà Nội với 8 tỉnh thành lân cận như Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Nam Định.